sau kháng chiến, cải cách ruộng đất được mở rộng. Tiếc thay vì giáo điều đã phạm sai lầm nặng nề. Báo cáo trước Quốc hội, Hồ Chủ tịch đã nhận trách nhiệm và tự phê bình trước toàn dân. Nước mắt Bác đã rơi xuống khi nói đến những tổn thất đau thương do sai lầm gây ra. Người khẳng định: một đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một đảng hỏng. Một đảng có gan thừa nhận những khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó vì đâu mà có và tìm mọi cách mà sửa chữa khuyết điểm đó, như thế mới là một đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.